Chào mừng các bạn đến với China Film Stars. Trong giới giải trí hiện nay, có rất nhiều các bộ phim của lứa tiểu hoa 95. Như gần đây có tích hoa chỉ của Trương Tịnh Nghi, hay đừng rung động vì anh của Châu Giã, và các bộ phim của tiểu hoa nổi tiếng khác như Triệu Lộ Tư, ngô Thư Hân, Điền Hy Vi và Vương Sở Nhiên. Trong số tiểu hoa 95 này, cũng có người giống Triệu Lệ Dĩnh, đã phải trải qua nhiều các vai diễn nhỏ để có được vị thế như hiện tại. Cũng có người mới ra mắt không lâu đã diễn vai chính hoặc tham gia các dự án phim của nam minh tinh nổi tiếng. Nhưng nếu không đáp ứng được yêu cầu của khán giả sẽ dễ bị chỉ trích. Gần đây, dân cư mạng đã thảo luận và xếp hạng nguồn tài nguyên của Lứa Tiểu Hoa 95, hãy cùng khám phá nhé. Đứng ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng là Tôn Thiên. Cô cùng công ty quản lý với Nhậm Mẫn và Trương Nhược Nam đều là tiểu hoa nhận được ủng hộ từ phía công ty. Phần lớn, Tôn Thiên đều tham gia diễn vai phụ trong các dự án phim. Năm 2022, cô trong bộ phim Gió thổi bán hạ của Triệu Lệ Dĩnh diễn vai Cao Tân Di khiến người xem có ấn tượng sâu sắc. Tiếp đến là bộ phim đã bao năm qua, một dự án điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết của Bát Nguyệt Trường An đã làm tăng độ nhận diện của cô. Gần đây, Tôn Thiên và Trần Tĩnh Khả trong pháo hoa nhân gia tạo lên phản ứng rất mạnh và nhận được sự hoan nghênh của khán giả. Tôn Thiên tuy không thiếu phim để đóng, nhưng nếu so với giàn hoa 95 thì độ nổi tiếng của cô lại không bằng. Vì các bộ phim cô tham gia thường là vai thứ trong các dự án chiếu mạng, chỉ đến khi hợp tác với triệu lệ dĩnh trong cơn gió bán hạ mới tăng được độ phủ sóng của mình sắp tới cô hợp tác với trần hiểu và chu á văn trong dự án phim cổ trang đại sinh ý nhân con đường của cô so với các hoa lưu lượng khác có vẻ không giống nhau nhưng cũng có nhiều tiềm năng đứng ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng là lý lan địch cô đã tham gia các dự án phim từ khi 10 tuổi và đã có tác phẩm thanh xuân nổi tiếng được đánh giá cao trên duben là bộ xin chào ngày xưa ấy Xét về tài nguyên, cô có thể không thể bằng triệu lộ tư và ngu thư hân, nhưng cũng không thiếu phim đóng. Cô đã tham gia nhiều dự án phim như Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, hợp tác với Trần Tinh Húc, Cảm ơn em đã sưởi ấm anh, hợp tác với Lâm Nhất, đều thu được nhiệt độ nhất định. Lý Lan Địch diễn xuất ổn định, có thể khiến khán giả cảm động theo nhân vật. Vì vậy, mọi người đều hy vọng cô sẽ có cơ hội tham gia các bộ phim tốt hơn. Gần đây, cô có bộ phim cổ trang Lưu Thủy Điều Điều, hợp tác với Nhậm Gia Luân. Cả hai đều là người có khả năng diễn xuất ổn định, nên có rất nhiều người mong chờ vào bộ phim này. Đứng ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng là Dương Siêu Việt, tài nguyên của Dương Siêu Việt có thể không so được với các tiểu hoa 95 lưu lượng khác, nhưng với vai trò là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng thì tài nguyên của cô vẫn luôn là tốt nhất. Ngay từ khi mới bắt đầu tham gia diễn xuất, cô đã diễn vai chính trong hàng loạt các bộ phim như Cực hạn 17, Thả thính phượng minh, Em đến cùng mùa hè, luận anh hùng ai mới là anh hùng. Trọng Tử và gần đây nhất là bộ phim đại chế tác bảy kiếp may mắn. Tuy nhiên, cô đã bỏ lỡ cơ hội tốt khi đã phụ sự mong chờ của mọi người đối với bảy kiếp may mắn. Diễn xuất của cô liên tục bị chỉ trích qua từng bộ phim, vì vậy việc cô nhận được nhiều nguồn tài nguyên luôn gây ra sự tranh cãi trong cộng đồng mạng. Đứng ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng là Vương Sở Nhiên. Xuất đạo 8 năm, tổng cộng cô đã diễn 14 bộ phim, trong đó có 6 bộ diễn vai chính. So với các tiểu hoa như Triệu Lộ Tư, Trương Tịnh Nghi, tỷ lệ đóng vai nữ chính của cô thấp hơn. Trong các dự án phim cổ trang cô tham gia như Thanh Bình Nhạc hay Ngọc Cốt Giao, cô diễn vai nữ phụ nên tài nguyên của cô chỉ thuộc tầm trung. Cô trở lên nổi tiếng sau tạo hình cổ trang tuyệt đẹp trong Thanh Bình Nhạc và có bộ phim tạo được nhiệt là khói lửa nhân gian của tôi. Tiếp đến, các dự án phim mới của cô đều có điểm sáng như bộ phim Ăn Khách Khánh Dư Niên 2, Liễu Châu Ký hợp tác cùng Trương Vạn Ý và tình yêu có pháo hoa hợp tác cùng đàn kiệt thứ, cả hai chàng trai này đều được mọi người rất hoan nghênh sau khi trường tương tư lên sóng. Đứng ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng là Điền Hy Vi. Điền Hy Vi là cái tên được mọi người chú ý rất nhiều trong vài năm gần đây. Lúc mới xuất đạo, cô chỉ nhận được các vai phụ trong dự án phim chiếu mạng. Sau này khi hai bộ phim là chúng ta đáng yêu như thế và khanh khanh nhật thường lên sóng, độ nhận diện của Điền Hy Vi mới dần tăng cao. Sau khi khanh khanh nhật thường đại bạo, tài nguyên của Điền Hi Vi cũng đẳng cấp hơn rất nhiều. Các dự án phim mới của cô là Đại Phụng Đả Cai Nhân hợp tác với Vương Hạc Đệ và Tử Giã Quy hợp tác với Hứa Khải đều là tác phẩm có chế tác cao và nhận được nhiều sự chú ý. Đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng là Ngu Thư Hân. Trong lứa tiểu hoa 95, Ngu Thư Hân có một hành trình khá đặc biệt. Cô xuất đạo bằng những vai diễn nhỏ, rồi tham gia chương trình tìm kiếm idol và sau đó lại trở lại với sự nghiệp diễn xuất. Sau khi tham gia chương trình Thanh Xuân có bạn mùa 2, cô thành công thu hút lượng lớn fan. Rồi trở lại màn ảnh nhỏ bằng vai nữ hai trong bộ phim chạm kế tiếp là Hạnh Phúc và cũng nhận được sự yêu quý của khán giả. Sau khi bộ phim Thương Lan Quyết phát sóng vào năm 2022, đã tạo lên cơn sốt trên khắp mọi mặt trận, giúp cô thành công phi thăng lên tiểu hoa lưu lượng. Sang năm 2023, khi bộ phim Vân Chi Vũ phát sóng, cô cũng nhận được cơn mưa lời khen trong các cảnh quay võ thuật đẹp mắt. Liên tiếp nhiều tác phẩm thành công, nên các bộ phim có cô tham gia cũng nhận được nhiều sự mong đợi. Như bộ Vĩnh Dạ Tinh Hà được chuyển thể từ bộ truyện tranh cực kỳ nổi tiếng sổ tay công lực Hắc Liên Hoa, hợp tác với Đinh Vũ Hề sẽ được phát sóng trong năm nay. Đứng ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng là Triệu Lộ Tư. Xuất đạo 8 năm, tổng cộng cô diễn 20 bộ phim thì có đến 16 bộ đóng vai nữ chính. Phải nói tài nguyên của Triệu Lộ Tư khá tốt. Ngay từ khi ra mắt, cô đã diễn vai nữ phụ trong bộ phim được nhiều người chú ý là Phượng Tù Hoàng sau đó các dự án cô tham gia cũng từng bước nhận được thêm nhiều sự công nhận của khán giả sau khi bộ phim trần thiên thiên trong lời đồn bạo hồng cô cũng nhận được nguồn tài nguyên chất lượng lên rất nhiều đều là các dự án trọng điểm như trường ca hành tinh hà sán lạn vụng trộm không thể giấu khi các bộ phim này phát sóng triệu lộ tư cũng không làm người xem thất vọng khi các tác phẩm đều đáp lại kỳ vọng của khán giả nhận được các đánh giá tích cực và thành tích cao hiện nay triệu lộ tư cũng nắm trong tay bộ phim được nhiều người mong chờ La Dèm Ngọc Châu Sa hợp tác với Lưu Vũ Ninh. Đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng là Châu Dã. Cô là nghệ sĩ dưới trướng Lý Băng Băng, nhận được nguồn tài nguyên hùng hậu của công ty Hòa Tụng. Ngay từ khi xuất đạo, cô đã xuất hiện với vai phụ trong bộ phim điện ảnh Em của thời niên thiếu do Châu Đông Vũ và Dịch Dương Thiên Tỷ chủ diễn và dần được chú ý hơn khi đóng vai phụ trong dự án đam mỹ của Trang Sơn Hà Lệnh. Từ đó các vai diễn của Châu Dã đều là vai nữ chính như vi hữu ám hương lai hợp tác với vương tinh việt hộ tâm hợp tác với hồng minh hạo rất nhớ rất nhớ anh hợp tác với đàm kiện thứ và đừng rung động vì anh hợp tác với lâm nhất trong lĩnh vực điện ảnh cô cũng nhận được nhiều dự án điển hình như đếm ngược nói yêu em hợp tác với trần phi vũ tất cả các dự án phim cô tham gia đều hợp tác với các tiểu sinh có nhiệt độ nên tài nguyên của châu giã thực sự rất tốt sự nghiệp diễn xuất của cô chắc chắn sẽ rộng mở đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng là nhậm mẫn nguồn tài nguyên của nhậm mẫn thực sự rất tốt khi mới xuất đạo đã nhờ bộ phim điện ảnh bi thương ngược thành dòng tạo ra nhiệt độ lớn sau đó cô tham gia vào dự án phim cổ trang thanh bình nhạc với vai diễn công chúa triệu huy nhu và thu được lượng nhiệt nhiều hơn cả nữ chính giang sở ảnh kỹ năng diễn xuất của cô cũng ít khi bị phê bình nhưng đến năm trước khi bộ phim ngọc cốt giao phát sóng cô bị mọi người chê bai thậm tệ về tạo hình cổ trang vì vậy nhiều người nhận định rằng cô là người có tư bản chống lưng khi nhận được liên tiếp các dự án cổ trang có chế tác cao hợp tác với dàn sao nam nổi tiếng, mặc dù tạo hình cổ trang không hút mắt. Như Ngọc Cốt Giao hợp tác với Tiêu Chiến, Cẩm Tú An Ninh hợp tác với Trương Vãn Ý. Đứng ở vị trí top một trong bảng xếp hạng là Trương Tịnh Nghi. Xét về mặt lưu lượng cô không thể bằng triệu lộ tư hay ngu thư hân, nhưng cô được công ty của Châu Tấn và Trần Khôn là đông thân vị lai ủng hộ rất mạnh mẽ. Kể từ khi xuất đạo, các dự án phim truyền hình cô tham gia đều là vai chính và hợp tác với sao nam có nhiệt như nhất kiến khuynh tâm hợp tác với trần tinh húc chiếc bật lửa và váy công chúa hợp tác với trần phi vũ anh bước ra từ ánh lửa hợp tác với hoàng cảnh du và gần đây nhất là tích hoa chỉ hợp tác với hồ nhất thiên ngay cả trong lĩnh vực điện ảnh cô cũng có nguồn tài nguyên rất tốt khi tham gia diễn vai chính trong nhiều dự án phim như nhất sinh lộ bất thục hợp tác với phạm thừa thừa và vương cân cân người tôi đã đánh mất hai lần hợp tác với đàn kiện thứ cô đang nắm trong tay hai bộ phim truyền hình sắp phát sóng là Tàng Hải chuyện hợp tác với Nam Lưu Lượng hàng đầu Tiêu Chiến và hoàn Vũ hợp tác với Tiểu Sinh Châu Dực Nhiên. Tuy chưa có các tác phẩm bạo hồng, nhưng tài nguyên của cô thật khiến mọi người phải hồng mắt. Vì vậy cô được coi là một trong những người có tài nguyên mạnh mẽ nhất và có tiềm năng trở thành tiểu hoa lưu lượng sau Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân. Vậy là chúng ta đã khám phá xong bảng xếp hạng nguồn tài nguyên của lứa tiểu hoa 95, bạn có muốn chia sẻ gì thêm về danh sách này không? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới bình luận nhé!